Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ Quinta tin tức ngày 30 tháng 8 năm 2021 có nội dung chính sau đây. Bình Dương F0 không triệu chứng, ở Thuận An được cách ly tại nhà và theo nguồn tin từ báo vov.vn thì tối ngày 29 tháng 8, ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương cho phép những trường hợp F0 khỏe mạnh không triệu chứng ở phường Bình Hòa được trở về nơi ở. Và thành phố Thuận An là một trong những địa phương có số ca mắc 19 nhiều nhất tỉnh Bình Dương và hiện nay địa phương này đang áp dụng biện pháp đông cứng khóa chặt bốn phường có nhiều ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng là bình chuẩn, bình hòa, thuận giao và an phú. Trong quá trình xét nghiệm sàng lọc cộng đồng tại bốn điểm nóng này có nhiều trường hợp dương tính với sars-cov-2 và được chuyển đến một điểm cách ly tạm thời. Và tại đây lực lượng y tế sẽ sàng lọc phân loại f khỏe mạnh, không triệu chứng cho về nhà cách ly. Còn lại sẽ được đưa vào khu điều trị theo hướng dẫn của Bộ Y tế và của Sở Y tế tỉnh Bình Dương. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Thuận An đã chỉ đạo các phường hướng dẫn trường hợp F0 khỏe mạnh không triệu chứng cách ly tại nhà, cấp phát thuốc thực phẩm khu vực có F0 ở sẽ được dán thông báo để người dân cũng nâng cao ý thức tự bảo vệ mình và tổ covid cộng đồng thực hiện kiểm tra thường xuyên khu vực phong tỏa nơi có f không không triệu chứng yêu cầu tất cả phải tuân thủ 5 k song song đó thì nhân viên y tế địa phương nắm danh sách theo dõi sức khỏe hàng ngày những f không cách ly tại nhà không có triệu chứng sẽ báo ngay ban chỉ đạo thành phố chuyển đến bệnh viện Liên quan đến việc nhà trọ quá chật hẹp không đủ điều kiện để f không triệu chứng cách ly y tế tại nhà, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Thuận An sẽ giải thích và hiện nay Thuận An đang quá tải nên không đủ điều kiện để bố trí thêm điểm cách ly. Và trong thời gian này thì tất cả lực lượng được huy động để cung cấp lương thực thực phẩm cho người dân, bảo vệ không để chặt ngoài lỏng trong, xét nghiệm sàng lọc chi hỗ trợ tiền theo chính sách cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Và theo lãnh đạo thành phố Thuận An thì nhân lực mỏng nhưng dân số đông kèm theo phải làm rất nhiều việc nên còn những hạn chế thiếu sót. Địa phương đã đề nghị tỉnh chi viện thêm nhân lực vật lực để nhanh chóng dập dịch, hỗ trợ chuyển bớt F0 đến các điểm cách ly ở những địa bàn khác để giảm áp lực. Tối ngày 29 tháng 8 thì trên mạng xã hội chia sẻ nhiều video ghi lại cảnh người dân phường Bình Hòa thành phố Thuận An được xét nghiệm sàng lọc cộng đồng trong quá trình test nhanh ghi nhận nhiều trường hợp dương tính với sars cov 2 sau đó nhân viên y tế yêu cầu những người này về nhà lấy đồ và đưa lên xe đến để điểm cách ly và tuy nhiên sau khi nhiều người được đưa đến trở lại nơi ở của mình sự việc Khiến người dân lo lắng nên đã quay video và chia sẻ trên mạng xã hội Facebook yêu cầu chính quyền giải thích. Và đó là thông tin ngày 30 tháng 8 năm 2021. Và nếu anh em thấy thông tin này bổ ích thì hãy đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment để cho biết ý kiến của anh em ở trong video của tôi. Và nhớ đừng quên ấn đăng ký và chung nhé. Tạm biệt.